Vâng ạ, em Thuận tư vấn bán hàng cửa hàng ô tô Tuấn Kiệt, địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin được kính chào toàn thể quý anh chị, quý hàng. Hôm nay thì cửa hàng ô tô Tuấn Kiệt có giới thiệu chào bán với quý anh chị, quý hàng chiếc Range Rover phiên bản Autobiography Black Edition. Cái bản Black Edition ấy thì nó chỉ sản xuất giới hạn 100 chiếc và đây là 1 trên 100. Sản xuất năm 2015. Lăn bánh mới có 5 vạn km, cực mới cực đẹp. Phiên bản này thì được trang bị động cơ 5.0, đèn full LED, la răng mạ chrome, 21 inch, có đầy đủ này, camera bên hông này, đấy, bản trục cơ sở kéo dài, cánh cửa đằng sau rất to này, đấy cánh cửa đằng sau rất to luôn. Hơn nữa này, trục cơ sở kéo dài và phiên bản này là phiên bản tiền thân của chiếc SV Autobike, được trang bị 4 ghế, có đệm để bắp chân, tất cả các ghế đều chỉnh điện, có đệm đỡ giày luôn này, đó, có bàn làm việc ở trong này, đấy, bàn làm việc khi mà chúng ta ấn đấy. Ấn vào đây, đấy thì bàn làm việc sẽ lên. Có ghế massage, điều hòa auto 4 vùng, đó. Rất đẹp luôn. Đây này, tất cả đều thêu lồi chữ Autobiography tại lưng ghế này. Không phải bàn nào cũng thêu như này đâu, rất tuyệt vời. Trần ra cửa trời toàn cảnh, bậc lên xuống điện, rèm che chắn nắng, cửa hít. Cốp điện cốp rất rộng luôn, đầy được 3 vùng cốp thoải mái luôn ạ. Ấn chỉ một nút thôi là 2 lửa cốp tự đóng. 4 ống xả 5.0 đây, được trang bị 4 ống xả. Đây. Đây, ấn nút là bàn làm việc tự động lên nhé. Đây, mở bàn làm việc. Tai nghe của Range Rover. Đấy, được trang bị 2 bộ tai nghe. Điều khiển màn hình tại đây. Đó, rất tuyệt vời luôn. Rất đẹp luôn ạ. Ngồi sau cũng có thể điều chỉnh được rèm nhé. Cửa trời toàn cảnh rất thoáng luôn, trần ra. Đó. 28 loa Meridian, đỉnh cao luôn. Đây là khu vực của khoang người lái. Gương kính chỉnh điện auto một chạm, nhớ ghế 3 vị trí cho tất cả các ghế. Ghế chỉnh điện rất nhiều hướng luôn. Ghế da, tất cả mọi thứ đều đẹp, căng đẹp và mịn, đầy đủ lưng hạ gầm, các chế độ chạy đấy, mọi người nhìn thấy cái lún xoay cần số được cắt CNC có đẹp không ạ? Quá đẹp và tuyệt vời luôn. Màn hình cảm ứng,
Vô lăng thì da gỗ kết hợp và có lẫy chỉ số thể thao, có phanh khoảng cách. Cruise control, sấy vô lăng, điều khiển giọng nói, đàm thoại trên tay. Tham quan một chút về cái khối động cơ, sức mạnh động cơ từ chiếc Black Edition này. Động cơ 5.0 supercharged. Giúp chiếc xe vượt mọi địa hình, tăng tốc bứt phá cực khỏe luôn. Đó. Loanh quanh 5 tỷ đồng là quý anh chị, quý khách hàng đã có thể sở hữu chiếc xe rồi. Đó. Rất tuyệt vời. Mọi người có nhu cầu quan tâm nhấc máy liên hệ cho bên em theo số điện thoại 0912669955 của anh Tuấn, hoặc là qua trực tiếp cửa hàng ở địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội gặp em Thuận để giao dịch cho chiếc xe này. Bên em cam kết bằng văn bản giấy tờ xe nguyên bản, không đâm va, không ngập nước. Đấy. Bao check test hãng và gara trên toàn quốc cho quý anh chị, quý nhà hàng, đồng thời có hỗ trợ trả góp lên đến 70-75% giá trị chiếc xe này nhé. Rồi, xin được cảm ơn quý anh chị, quý nhà hàng đã theo dõi video ạ. Kính chúc sức